Hân hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, không phải bất cứ tuổi nào kết hợp với nhau cũng đều bền vững mãi mãi. Có những cặp con giáp được coi là cặp đôi hoàn hảo, gắn kết với nhau đến trọn đời. Nhưng cũng có những cặp lấy nhau là tài lộc tiêu tán, lục đục thường xuyên. Tử vi đoán định rằng có 3 cặp con giáp lấy nhau sang 3 năm tới là thoát hạn tam tai. Mở ra một vận trình may mắn, hanh thông, tiền bạc đếm mỏi tay. Vậy đó là những cặp con giáp nào? Phú Quý Tài Lộc sẽ tiết lộ trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. 1. Tuổi Tý, tuổi Dậu. Trong 12 con giáp thì đây chính là hai con giáp rất khác nhau, tưởng như chẳng có gì hòa hợp. Thế nhưng Tý và Dậu lại là một cặp đôi tuyệt vời, biết bổ sung cho nhau những thiếu khuyết trong cuộc sống. Không phải những gì chúng ta nghĩ hay chúng ta thấy đôi khi là sự thật. Sự tâm đầu ý hợp của hai con giáp này cũng vậy. Tuổi Tý đa phần đều là những người hóm hỉnh, hài hước và tinh tế. Họ không thích buôn những câu chuyện tầm phào, vớ vẩn, mà thường đi thẳng vào vấn đề. Họ cũng thường là những người rất bình tĩnh, ý chí kiên định được thể hiện rõ trong những thời khắc khó khăn. Và chính điểm này đã đặc biệt thu hút những người tuổi Dậu. Tuổi Dậu hầu hết là những người sống tình cảm, bị cảm xúc chi phối. Chính vì thế, khi gặp chuyện, họ đều ít khi giữ được bình tĩnh, mà sẽ bối rối và không biết xử trí như thế nào. Khi gặp người tuổi Tý, họ cảm thấy như gặp được chân ái của đời mình. Người có thể cho họ một chỗ dựa vững chắc, một lời khuyên chính xác, một bờ vai để dựa vào. Họ có thể hỗ trợ nhau trong cả cuộc sống lẫn công việc. Sự nhiệt tình, chăm chỉ của tuổi Dậu sẽ trung hòa cho sự lạnh lùng và có vẻ hơi lười nhác của tuổi Tý. Ngược lại, sự sáng suốt, bình tĩnh của tuổi Tý giúp Dậu không phạm phải những sai lầm trong chuyện tiền bạc. Thứ hai là tuổi Tỵ, tuổi Sửu. Dù là người thân, anh em, bạn bè hay là người yêu, vợ chồng, mối quan hệ giữa tuổi Tỵ và tuổi Sửu cũng sẽ rất tốt. Đôi chút khác biệt được xem như là những điểm bổ sung tương hỗ cho nhau để giúp nhau cùng tiến bộ. Cặp con giáp này hiểu nhau đến tận xương tơ, kẽ tóc, luôn đồng hành trên mọi phương diện, tạo ra tiếng thơm cho đời. Cả tuổi Tỵ và tuổi Sửu đều khá thận trọng trong cách tiếp cận cuộc sống, luôn tính toán cẩn thận từng đường đi nước bước, chứ không hành động vội vàng, hấp tấp. Cả hai đều chọn cách giải quyết thực tế và ít khi thích mạo hiểm. Những đặc điểm này sẽ giúp họ kết hợp rất ăn ý trong công việc. Đặc biệt, nếu là đối tác kinh doanh, Tỵ và Sửu sẽ tạo thành một tập thể khá vững mạnh. Khi đó, tuổi Tỵ sẽ nắm vai trò chủ đạo, lãnh đạo trong các tổ chức, công ty, doanh nghiệp. Còn tuổi Sửu sẽ là người thúc đẩy cho sự nghiệp của hai người phát triển theo hướng tích cực. Trong mối quan hệ tình cảm, tuổi Tỵ và tuổi Sửu đều biết trân trọng và hết lòng yêu thương đối phương, cùng nhau vun vén cho tổ ấm luôn hạnh phúc đủ đầy. Thứ ba là tuổi Thìn, tuổi Thân. Lạc quan, năng động, những người tuổi Thìn luôn đem lại nguồn năng lượng tươi mới ở những không gian họ xuất hiện. Trong khi đó, tuổi Thìn cũng là một con giáp sôi nổi, nhiều năng lượng, nhiệt tình trong cuộc sống. Do đó, theo tử vi 12 con giáp khi ở bên nhau, Thìn và Thân dường như tìm được bạn tri kỷ, tâm giao, người có thể cùng họ chia sẻ giấc mơ, hoài bão, cùng nhau hướng đến một cuộc sống tốt đẹp phía trước. Hai con giáp này gặp nhau tạo nhị hợp, không những hợp nhau về đường ăn nói, mà cực kỳ có lộc trong kinh doanh làm ăn. Nếu kết hợp với nhau, sẽ tạo ra nguồn kinh tế vững vàng, thậm chí là giàu nứt đố đổ vách. Ngoài ra, Thìn nhanh nhẹn nhưng nhát gan, nếu ở bên tuổi Thân, họ sẽ như tìm được bức bình phong bảo vệ mình, nên luôn cảm thấy an toàn, yên ổn. Ngược lại, bản tính mạnh mẽ của tuổi Thân là được dịp phát huy, thậm chí là ca tụng, nên vô cùng chăm sóc và yêu thương tuổi Thìn. Nếu kết hôn với nhau, với sự liều lĩnh, dám dấn thân, Thìn sẽ xông pha, kiếm tiền, mang về cho Thân, còn Thân sẽ giúp Thìn coi sóc nhà cửa, quản lý tài chính hiệu quả. Chính vì vậy, một gia đình có Thân và Thìn thì không bao giờ lo chết đói. Ngược lại, còn luôn êm ấm, hòa thuận, sung túc, thậm chí là giàu có, bạn nhé.
Vâng, thưa quý vị thân mến, người ta yêu và lấy nhau cũng là do duyên phận. Song những con giáp nên lấy nhau bởi họ là sự kết hợp hoàn hảo, được quý nhân hết lòng trợ giúp may mắn. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những cặp con giáp không hợp, đa số lấy nhau sẽ nghèo khó, cơ cực hoặc dễ phân ly. Đó là những cặp con giáp nào? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Thứ nhất là tuổi Dậu và tuổi Tuất. Chắc hẳn ai cũng biết Dậu và Tuất là hai con giáp đại kỵ nhau. Dân gian cũng đã có không ít người đúc kết sẽ nên để hai tuổi này thành thân là vì vậy. Có nhiều lý do xuất phát từ tính cách, suy nghĩ và quan điểm không thể nào hợp nhau giữa hai con giáp này. Đầu tiên, người tuổi Dậu rất thích hư vinh, ưa thể hiện, thích khoe mẽ, nện trên, nạt dưới, hay ăn cháo, đá bát, làm việc khuất tất và họ hay thất hứa. Đây là nét tính cách ngược lại hoàn toàn với người tuổi Tuất, nghiêm minh, chính trực, trắng đen rõ ràng và đặc biệt người tuổi Tuất rất trung thành. Nên khi hai con giáp này mà kết hợp với nhau thì sẽ thành thảm họa hôn nhân, cuộc sống sẽ luôn nghèo khó cơ cực, không bao giờ ngóc đầu lên được. Sự khác biệt này càng lớn hơn khi họ về chung đôi, sống dưới một nhà. Kết hôn với nhau là sự lựa chọn sai lầm, bởi lẽ tiền tài sẽ không bao giờ tụ lại trong gia đình họ. Mâu thuẫn càng nhiều thì kinh tế càng suy sụp kiệt quệ bấy nhiêu, thậm chí là tụt dốc không phanh. Có lẽ chẳng ai dại dột mà liều mình như chẳng có. Nếu biết trước kết cục vợ chồng xung khắc mà vẫn nhắm mắt đưa chân thế này. Thứ hai là tuổi Dần với tuổi Thân. Tuổi Dần thường là những người khá nóng tính, bướng bỉnh, không thích bị áp đặt hay ràng buộc và đặc biệt kém lãng mạn. Ngược lại, tuổi Thân lại thích nghe những lời đường mật, muốn người khác cưng chiều và mang lại nhiều lãng mạn thú vị cho mình. Nếu hai tuổi này mà lấy nhau sẽ suốt ngày cãi nhau vì người kia không biết lựa lời mà nói, mà người này chỉ thích nghe lời mật ngọt, sớm muộn cũng đường ai lấy đi. Con cái vì thế cũng không phát triển được. Thứ ba là tuổi Tý và tuổi Hợi. Người tuổi Tý thích chinh phục những điều mới lạ và tạo cảm hứng dồi dào. Hợi sinh ra đã là người đa tình, hào hoa và khó một lòng một dạ trung tình. Người tuổi Hợi thích được cưng chiều và dựa dẫm vào người khác. Họ muốn có được cuộc sống ổn định, không chạy theo những gì mới lạ, quá nhiều thử thách. Nếu một người cứ suốt ngày thích chơi bời, còn một người thích ổn định, thì sẽ không thể dung hòa và sống được với nhau. Sớm muộn cũng phân tán, đường ai nấy đi thôi. Thứ tư là tuổi Mão và tuổi Tỵ. Khi mới tiếp xúc, Mão bị lôi cuốn bởi sự phóng khoáng, vui tươi của Tỵ, và Tỵ thì thích thú vẻ e thẹn, nhút nhát hiền lành của Mão. Chính vì vậy, họ yêu thương rất thắm thiết, tưởng chừng như không thể sống thiếu nhau. Tuổi Tỵ thường coi trọng tiền bạc hơn chuyện tình cảm, hôn nhân gia đình, trong khi đó tuổi Mão lại hoàn toàn trái ngược. Tuổi Tỵ thường hay suy tính thiệt hơn, rất nhạy cảm trong mọi việc. Nhưng tuổi Mão lại rất hào phóng, sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không cần hồi đáp. Do đó, hai con giáp này lấy nhau sẽ rất khó để hòa hợp. Đặc biệt trong cuộc sống gia đình, khi có vấn đề gì là cãi nhau, không ai chịu nhường ai. Cũng vì vậy mà khi lấy nhau về, đều ảnh hưởng rất lớn đến đường làm ăn. Cả hai làm bao nhiêu, cố gắng nhiều giường nào, cũng không thoát được nghèo khổ. Nếu cứ bất chấp ở bên nhau, thì sớm muộn gì cũng cãi đến sứt đầu, mẻ chán. Thậm chí là còn trở mặt, từ vợ, chồng thành kẻ thù không đội trời chung. Có thể nói cặp đôi này khác về mọi thứ, tốt nhất là đừng dính líu đến nhau nhé. Vâng, thưa quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, có những con giáp nên lấy nhau bởi cuộc sống sau hôn nhân của họ sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng cũng có những cặp con giáp xung khắc hoặc không hỗ trợ được cho nhau. Tuy nhiên, những thông tin trên chỉ mang tính tham khảo. Chọn người bạn đời quan trọng là ở tính cách, tình cảm chân thành của cả hai. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.